Chào các em học sinh đã đến với khóa học ôn tập hè của Onlinemed. Cô xin tự giới thiệu, cô là Huyền. Hiện tại thì cô đang làm giáo viên giảng dạy bộ môn toán. Cô mong rằng sau khóa học hè này thì các em học sinh có thể củng cố thêm kiến thức để bước vào năm học mới. Bài giảng ngày hôm nay thì cô sẽ đưa đến cho các em một phương pháp để giải quyết các bài toán đại số thông qua ngôn ngữ hình học trực quan, đó là phương pháp biểu đồ Venn. Chúng ta cùng đi vào ví dụ đầu tiên. Lớp học có 30 học sinh, cô giáo tổ chức câu lạc bộ võ và câu lạc bộ vẽ. Có 15 bạn tham gia câu lạc bộ võ, 16 bạn tham gia câu lạc bộ vẽ. Trong số đó thì có 10 bạn tham gia cả hai câu lạc bộ. Hỏi rằng trong lớp sẽ còn bao nhiêu bạn không tham gia câu lạc bộ nào cả. Các em hãy cùng phân tích bài toán. Đầu tiên, chúng ta thấy tổng số học sinh trong lớp là 30 học sinh. Số học sinh tham gia câu lạc bộ võ là 15 em. Số học sinh tham gia câu lạc bộ vẽ là 16 em. Số học sinh tham gia đồng thời cả câu lạc bộ võ và câu lạc bộ vẽ là 10 em. Và yêu cầu của đề bài, chúng ta cần phải tính được số học sinh không tham gia một câu lạc bộ nào cả. Các em chú ý, từ phân tích bên trên chúng ta thấy rằng số học sinh chỉ tham gia câu lạc bộ võ sẽ bằng số học sinh tham gia câu lạc bộ võ trừ đi số học sinh tham gia cả hai câu lạc bộ, tức là lấy 15 trừ đi 10 bằng 5 em. Tương tự như vậy, số học sinh chỉ tham gia câu lạc bộ vẽ mà không tham gia câu lạc bộ võ sẽ là 6 em. Từ phân tích bên trên thì chúng ta có thể sử dụng biểu đồ Venn để giải quyết bài toán như sau. Chúng ta dùng vòng tròn màu xanh để thể hiện số học sinh tham gia câu lạc bộ võ và vòng tròn màu hồng để thể hiện số học sinh tham gia câu lạc bộ vẽ. Khi đó, số học sinh tham gia câu lạc bộ võ là 15 em và số học sinh tham gia câu lạc bộ vẽ là 16 em. Phần giao nhau của hai đường tròn sẽ là số học sinh tham gia đồng thời cả hai câu lạc bộ và là 10 em. Từ đó thì chúng ta sẽ thấy số học sinh chỉ tham gia câu lạc bộ võ mà không tham gia câu lạc bộ vẽ là 5 em và số học sinh chỉ tham gia câu lạc bộ vẽ mà không tham gia câu lạc bộ võ là 6 em. Từ biểu đồ Venn thì chúng ta sẽ thấy số học sinh tham gia cả hai câu lạc bộ sẽ bằng số học sinh chỉ tham gia câu lạc bộ võ cộng với số học sinh chỉ tham gia câu lạc bộ vẽ và số học sinh tham gia đồng thời cả hai câu lạc bộ. Như vậy chúng ta có phép tính số học sinh tham gia cả hai câu lạc bộ là 5 cộng 10 cộng 6 và bằng 21 bạn. Do số học sinh trong lớp là 30, như vậy chúng ta sẽ tính được số học sinh không tham gia một câu lạc bộ nào cả bằng 30 trừ đi 21 và bằng 9 bạn. Như vậy sau khi phân tích bài toán bằng biểu đồ Venn thì chúng ta sẽ có lời giải đầy đủ như sau. Đầu tiên ta sẽ tính số học sinh chỉ tham gia một câu lạc bộ võ là 15 trừ đi 10 bằng 5 bạn. Sau đó ta sẽ tính số học sinh chỉ tham gia một câu lạc bộ vẽ là 6 bạn. Từ đó thì chúng ta sẽ tính được số học sinh tham gia cả hai câu lạc bộ võ và câu lạc bộ vẽ sẽ là 5 cộng 10 cộng 6 và bằng 21 bạn. Và rất dễ dàng chúng ta sẽ suy ra được số học sinh không tham gia một câu lạc bộ nào cả sẽ bằng 30 trừ đi 21 và bằng 9 bạn. Đáp số cuối cùng, chúng ta sẽ tìm được 9 bạn học sinh không tham gia một câu lạc bộ nào cả. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ví dụ thứ hai. Hai đội tuyển học sinh giỏi văn và toán có tất cả 15 bạn. Số bạn trong đội tuyển văn là 10 và số bạn trong đội tuyển toán là 8 bạn. Tính số bạn học sinh tham gia cả hai đội tuyển học sinh giỏi văn và toán. Chúng ta sẽ sử dụng vòng tròn màu xanh để thể hiện số học sinh tham gia đội tuyển học sinh giỏi văn và vòng tròn màu hồng để thể hiện số học sinh tham gia đội tuyển học sinh giỏi toán. Từ biểu đồ Venn chúng ta thấy số học sinh trong đội tuyển văn cộng với số học sinh trong đội tuyển toán sẽ bằng 10 cộng 8 và bằng 18 bạn. Tuy nhiên, tổng số học sinh tham gia hai đội tuyển chỉ là 15 em, mà ta lại có nhận xét 18 thì lớn hơn 15. Tại sao lại có điều này? Bởi vì số học sinh tham gia đồng thời cả đội tuyển văn và đội tuyển toán đã được đếm 2 lần, một lần bên đội tuyển văn và một lần bên đội tuyển toán. Từ đó thì chúng ta sẽ tính được số bạn tham gia đồng thời cả hai đội tuyển sẽ là 10 cộng 8 trừ đi 15 và bằng 3 bạn. Từ đó thì chúng ta có thể giải quyết bài toán này thông qua một phép tính. Số bạn học sinh tham gia đồng thời cả hai đội tuyển văn và toán sẽ bằng 10 cộng 8 sau đó trừ đi 15 và bằng 3 bạn. Đáp số cuối cùng, ta tìm được 3 bạn học sinh tham gia đồng thời cả hai đội tuyển.
Như vậy trên đây cô vừa nêu cho các em hai ví dụ tiêu biểu nhất trong việc sử dụng biểu đồ Venn để giải toán. Các em có thể tìm hiểu thêm lý thuyết cũng như các bài toán mà sử dụng biểu đồ Venn trên trang OnlineMath dựa vào đường link mà cô đã đưa. Sau khi xem xong bài giảng thì các em hãy làm các bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận bên dưới. Nếu có thắc mắc thì các em có thể gửi bình luận về cho cô. Mong rằng các em đã có một buổi học thật hiệu quả cùng OnlineMath. Hẹn gặp lại các em vào buổi học lần sau.